Nay là giao xe Mitsubishi mái che 4 chân 2801 cho khách hàng, cùng với lại máy cuốn rơm nha cả nhà. À, cùng với lại máy cuốn rơm luôn. Con xe đẹp VIP đã bán Mitsubishi lốp béo bự của Nhật, giờ giao cho khách. Khách đã ủng hộ kênh của mình, à, xin cảm ơn nhiều. À, em theo về phụ giúp hỗ trợ một công việc đồng áng. Xem đăng ký.